Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo của mình ha. Thì như mọi người biết thì đến khi xuân về mọi người thì mình thì thường vẽ dừa nè, vẽ dừa để trưng Tết đó mọi người. Thì hôm nay mình sẽ quay chi tiết để làm được một cặp dừa để trưng Tết là như thế nào nha mọi người. Ở đây là những cái trái dừa mình đã quẻ, đã sơn mọi người, đã sơn ha. Đã sơn một cái lớp áo màu vàng nhũ nha mọi người. Đây bây giờ mình quay chi tiết cho mọi người cùng xem ha. Đây nè mọi người, đó, màu vàng nhũ ha. Cái này là mình sơn thủ công hết đấy mọi người. Đây ha. Đây mình còn phía bên này nữa nè mọi người. Đó. Mình sơn cái này tầm 4 lớp này nè mọi người. Đó. 4 lớp nha mọi người. Đó. Ha. Bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem một cái sản phẩm hoàn thiện là nó như thế nào ha. Này mọi người ơi, đây là những cái cặp dừa mình đã vẽ xong nè, mọi người xem ha. Nó đây là tài lộc nè mọi người, đây là hoa anh đào ha. Đó, rồi đây. Đây là cặp vạn sự như ý nè mọi người. Đó, một bên là đào, một bên là hoa mai nha mọi người. Đó. Mình xem nhé. Đó, đây là cặp phát tài nè mọi người. Đó, cặp phát tài. Đó. Đó. Cặp này đây. Đó. Bây giờ mình sẽ đi vào mình vẽ một cặp cho mọi người cùng xem nhé. Để mình có những cái kinh nghiệm để mình vẽ những cái trái dừa mình trưng Tết đó mọi người. Đó, rất là ok ha. Rồi nãy mình có giới thiệu cho mọi người đó, thì dừa này là mình mua và mình sơn nhũ vàng nha mọi người. Đây là mình sơn tầm 4 lớp nè. Rồi mình sẽ lựa một cặp nào đó cho nó tương xứng nha. Thì ở đây mình có lựa nè, một cặp này nè ha. Thì mình sẽ vẽ cho mọi người xem một trái thôi để mình biết cái cách vẽ chi tiết để mình có kinh nghiệm mình vẽ trưng Tết mọi người. Thì mình chuẩn bị cọ nè. Thì đây mình sử dụng màu dầu nha mọi người. Nè, đây ha, màu dầu mọi người. À, đa số là màu đỏ, màu trắng, màu vàng mọi người. Đó. Rồi mình chuẩn bị kim tuyến nè, chút gác lên trái dừa cho trái dừa nó đẹp nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết vẽ cho mọi người cùng xem ha. Thank you.
đây là cái cặp dừa đã hoàn thiện nha mọi người. Mọi người nhìn xem nha, những cái hoài tiết mình đã vẽ hoàn thành hết rồi mọi người. Đây là hoa mai nè mọi người, bên đây là hoa đào nha. Cặp này là chúc mừng năm mới nè mọi người. Ở tương, bên đây cũng là tương tự nha, mình cũng vẽ như vậy đó. Đó, mình có phủ lên một lớp kim tím nha mọi người, và một cái lớp bóng nha mọi người, để cho cái cặp dừa mình nó thêm đẹp hơn. Đây là những cái cặp mình đã vẽ xong rồi mọi người. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của mình thì nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và bây giờ thì chắc mình tạm kết thúc video là tại đây mọi người nha. Đó, mong là mọi người sẽ vẽ được những cái cặp dừa mà như ý của mình nha, để trưng vào dịp Tết nha mọi người. Đó, khá là ok luôn. Vẽ khá là nhiều nha mọi người. Rồi bây giờ mình tạm biệt mọi người nha. Hẹn mọi người lại những clip sau.